kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 27 tháng 11 năm 1988 với chủ đề mật pháp tây tạng pháp môn làm khô áo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 6. trước đây có một người tây tạng tu hành tu theo lối khổ hạnh tại tây tạng có một pháp môn tu hành có thể đem tấm vải ướt đẻ lên người rồi dùng nhiệt lượng của thân thể làm cho tấm vải ướt khô đi họ tu lửa đơn điền dùng lửa này để làm nóng toàn thân nếu họ tu pháp môn này thành công thì cho dù sống ở nơi lạnh lẽo tuyết xuống rất nhiều cũng không cần phải mặc y phục tôi chứng kiến tầng mắt. Có rất nhiều người tu yoga sống ở những nơi giá lạnh của rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Không mặc quần áo, chỉ mang một chiếc khố nhỏ, dùng một mảnh vải nhỏ che lại. Chân không mang giày, đi thẳng lên trên tuyết. Thân thể của họ trông rất cường tráng, đẹp mắt. Người bình thường nếu đến đó cần phải mặc quần áo giá dày hoặc những bộ y phục dày cộm như áo tuyết, che kín toàn thân lại mới có thể chịu nổi nhưng những hành giả yoga họ có thể đi lại mà trên thân không cần một mảnh vải nào những người như vậy ở tại ấn độ và tây tạng đều có trước đây có một người tây tạng tu pháp môn này ở tây tạng đạt được kết quả cao nhất thông thường những người tu hành sau một thời gian họ tổ chức một kỳ thi cũng giống như chúng ta thi cử vậy họ tìm một đêm giá lạnh đem những thí sinh này đến bờ sông. Nước sông đã đông đá, rồi dùng vải, khăn hoặc những tấm vải mỏng nhúng vào trong nước đông đá ấy. Sau đó lại đem những tấm khăn ướt này quấn lên trên người của thí sinh. Thí sinh sẽ dùng nhiệt lượng của thân thể mình làm mảnh vải đó khô đi. Tiếp theo đó, họ lại thay thật nhanh một mảnh vải khác. Mảnh vải này cũng được ủ trong băng tuyết. Sau đó quấn lên người những người dự thi đều không mặc quần áo Toàn thân đều lọa thể Sau đó Dùng những mảnh vải được nhúng vào nước đá Phủ lên người Khô rồi lại phủ lên nữa Cả đêm đều làm như vậy Cho đến trời sáng Hai sự khô nhiều áo quần nhất Người đó đạt được quán quân Người trong câu chuyện tôi kể Lúc đó tại Tây Tạng Dự thi được giải quán quân Chuyện này không lâu lắm Đại Khái chỉ 100 năm mà thôi bây giờ vẫn có người tu pháp môn này. Ở Tây Tạng, vị này đi khắp nơi để dạy người ta pháp môn này hoặc thi sự khô quần áo với người khác, rất nổi tiếng. Nhưng có một ngày, có người hỏi ông một câu rất trí huệ, ví dụ như, Phật tánh ở đâu? Hoặc, ông là ai? Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì? Có thể hỏi những câu như vậy, nhưng ông không biết nên cảm thấy mình thật ngu ngốc và thấy rằng sự khô quần áo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngay chính bản thân mình cũng không biết ta là ai. Ông suy nghĩ và quyết định đổi nghề. Bây giờ không còn sự khô áo quần nữa. Ông đi tìm minh sư, tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy. Có người dạy ông thần thông, có người dạy ông bay lên không gian, có người dạy ông đi trên lửa đỏ. Có những nơi chỉ cần tốn 90 mỹ kim, là có thể học được thứ thần thông này Rất nhanh 6 tiếng đồng hồ là có thể biết hết Lúc tôi ở Mỹ Cũng muốn học Học xong có thể đi trên lửa Để người Phomosa thấy Ô oh, có thần thông Nhưng sau đó nghĩ lại Thôi không học 90 đồng đắt quá Phải đi trên lửa làm gì vậy Đi trên lửa để làm gì Thật buồn cười Chỉ làm những chuyện con nít Người tu hành này đi rất nhiều nơi học rất nhiều pháp môn tu hành vớ vẩn hô phong hoán vũ vân vân ông cảm thấy thật chán ngán vì vẫn chưa biết ta là ai mỗi ngày ông đi nơi này nơi nọ để tìm minh sư nhưng không thấy rồi có một ngày ông buồn rầu ngồi trên một tảng đá ông nói không tìm thấy minh sư là đau khổ thôi chết cho xong ông tự hỏi mình là bao nhiêu năm rồi vẫn không biết mình là ai. Thật là đau khổ, không biết tại sao lại sanh ra, chết rồi sẽ về đâu. Ông cứ nghĩ mãi câu hỏi này, suy nghĩ đến nỗi muốn chết cho rồi. Vừa ngay khi ông ở bên bờ sông, nên liền nhảy xuống dòng sông ấy. Nước của dòng sông chảy cuồn cuộn, nhưng ông không bị chết đuối. Nước sông đưa ông đến một bờ cát rất xa. Ông hôn mê bất tỉnh nhân sự dường như có người đưa ông vào bờ sông vậy mà không bị trôi ra ngoài biển cả thật sự chẳng có ai làm điều này đây là do nước sông đưa ông trôi đi sau một thời gian khá lâu ông tỉnh dậy nhìn thấy có một người bên cạnh đốt lửa giúp cho thân thể ông dễ chịu một chút sau đó lại cho ông mặc quần áo ông nói ông không muốn mặc bởi vì ông là quán quân của kỳ thi sưởi khô quần áo nên không cần mặc quần áo và cũng không cảm thấy lạnh. Người cứu mạng ông là một vị tiểu lạc ma, đưa ông về gặp sư phụ của người. Sư phụ của tiểu lạc ma cũng chẳng hỏi ông tên tuổi, chỉ nói, biết rồi, ta ở nơi đây đợi anh đã rất lâu, có phải anh muốn tìm minh sư không? Ông nói, làm sao ngài biết? Vị minh sư đó nói, chuyện gì ta cũng biết. Sau đó, vị sư phụ đem người bị rơi vào nước ngồi bên lò sưởi bảo ông mỗi ngày phải ngồi ở đó không được làm bất cứ điều gì được ba ngày ông chịu không nổi nên nói tôi không phải là người bệnh cũng không phải là người tàn phế tôi là quán quân của kỳ thi sưởi khô quần áo tôi không cần lò lửa này vị sư phụ bảo rằng nơi đây không có việc gì cũng không cần sưởi khô quần áo anh ở nơi đây nghỉ ngơi là được rồi. Chúng tôi không cần anh làm điều gì cả. Người đó cảm thấy e ngại khi phải cãi vã với vị thầy mới đến, cho nên nhận lại ngồi bên lò sưởi. Mỗi ngày đều phải ngồi ở đó. Đến ngày thứ năm, anh lại phàn nàn. Sư phụ ơi, tôi muốn làm việc. Tôi cần phải giúp đỡ mọi người. Nếu không, tôi chẳng phải là người vô dụng sao? Khi đến đây, ông vốn là một người rất hữu dụng. Nhưng sư phụ của ông dường như muốn biến ông trở thành người vô dụng vậy. Ông nói, tôi không cần lò sưởi này. Trước đây tôi là quán quân về sưởi khô quần áo. Có lẽ ngài không biết. Vì sư phụ nói, biết, biết. Người ấy lại nói tiếp, tôi tu pháp môn này hơn ba năm. Bình thường không mặc quần áo. Mỗi ngày ở ngoài tuyết trong suốt ba năm. Cho nên tôi không cần lò lửa này. Vị sư phụ nọ lắc đầu nói Đồng tử, ngươi hãy đem người này đến cạnh lò sưởi Y đã bị tuyết lạnh ba năm rồi Bây giờ hãy qua đưa ông đi sưởi nóng Để ông ấm lại Người sư phụ hình như không hiểu lời nói của ông Bảo đệ tử đưa ông đến bên lò sưởi Mỗi ngày, ông yêu cầu xin được giúp đỡ vị sư phụ đó gánh nước Hoặc giúp tiểu đồng tử bước củi, nấu cơm Nhưng vị sư phụ đó không cho lại nói với đồng tử Ngươi bảo người bạn của chúng ta Mỗi ngày phải ngồi bên lò sưởi Không được di động Cơm sẽ được mang đến cho ông ăn Ngoài trừ mỗi ngày phải đi tiêu Không được di động Không được đi đâu Không được làm bất cứ điều gì Nếu không nghe lời Thì bảo ông hãy dọn hành lý đi đi Đây là quy định của vị sư phụ Người đó không còn cách nào khác Chỉ biết mỗi ngày ngồi ở đó Kinh điện không được coi công việc không được làm ngay cả pháp môn phơi áo cũng không được ứng dụng nơi đây chẳng những không có ai ca ngợi ông mà ngược lại còn bảo ông ở bên lò sưởi để sưởi ấm điều này hoàn toàn nghịch lại với năng lực của ông ông thầm nghĩ rằng ở đâu thì cũng giống như trước vậy ít nhất cũng có thể dùng được năng lực sưởi khô quần áo của ông hoặc ra ngoài bữa củi làm những công việc khác ông cho rằng mình có thể giúp được rất nhiều. Kết quả, một chút cũng không có. Quý vị có nghĩ rằng vị sư phụ nọ điên không? Mọi người đáp, không. Vậy ông có ý định gì đây? Tại sao lại làm chuyện lạ lùng thế? Bởi vì Ngài muốn phá vỡ ngã chấp của đệ tử. Người đó nghĩ rằng giúp đỡ người mới tài giỏi, cho nên chuyên môn đi giúp người. Cảm thấy ông rất khỏe mạnh, rất biết làm việc, rất tài giỏi. Kết quả khi gặp được vị minh sư này, mỗi ngày không ai cần dùng đến ông. Khi ông chưa đến đây, ngôi chùa này đã có sư phụ của ông cũng đã có mặt. Mọi người cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc, cũng có công việc của họ, đâu cần ông phải giúp đỡ điều gì. Ông ra ngoài giúp đỡ người, nghĩ rằng mình rất tài giỏi lại có thể dùng nhiệt lượng của thân thể mình sưởi khô quần áo, giữ chức quán quân liên tục 3 năm, mọi người nghĩ rằng ông rất vĩ đại và ông cũng cho rằng mình như vậy, kết quả khi gặp vị minh sư này hoàn toàn ngược lại. Sư phụ của ông chỉ bảo ông mỗi ngày ngồi bên lò sưởi để sưởi ấm thân thể của mình. Khi ông vừa gặp vị sư phụ của ông, ông nói với người rằng: "Cầu xin sư phụ dạy pháp môn cho tôi." Bởi vì rất nhiều người cười chê tôi Trước đây có một tông phái hỏi tôi rất nhiều câu hỏi Nhưng tôi không trả lời được Tôi đi tìm những tông phái khác Họ lại cười chê tôi là người ngu ngốc Bây giờ xin Ngài hãy truyền pháp môn cho tôi Để tôi trở về báo thù họ Sư phụ của ông không nhận lời Ba năm trôi qua Sư phụ của ông nói Được, bây giờ anh có thể ra đời nhưng sau khi ông bước ra không còn nói đến báo thù nữa ông chỉ yêu cầu sư phụ truyền pháp cho ông để ông biết được ông là ai lúc đó ông rất khiêm tốn biết rằng thiên hạ vốn vô sự không có chuyện gì đặc biệt cần đến ông năng lực sưởi khô quần áo chẳng có ích lợi gì thân thể cường tráng cũng chẳng có ý nghĩa gì không có gì cần thiết ông ngồi bên lò sưởi hơn ba năm qua nên đã hiểu rõ thân thể vẫn không hư hao không có ai cần ông không có ai tưởng nghĩ đến ông thế giới không thiếu một điều gì cho nên ông khai ngộ được một chút vị sư phụ trả lời điều ông yêu cầu ta không thể truyền pháp cho anh bởi vì pháp môn anh muốn học chỉ có sư huynh của ta mới có cho nên đưa ông đến một ngôi chùa khác đồng thời sư phụ của ông cũng đưa tiền áo quần và đồ đạc cho ông sau đó bảo đồng tự dẫn ông qua một ngôi chùa khác sau khi đến ngôi chùa mới này ông học rất cực khổ và rất lâu sau đó đã thành công có thể tàn hình có thể biến hóa được nhiều việc và hiểu rõ ông là ai ông đã được khai ngộ có một ngày ông dùng thuật tàn hình đi đến một nơi khác đi thăm những kẻ địch trước đây của ông những người đã từng chê cười ông rồi từ trên nhìn xuống ông thấy họ thật tội nghiệp vẫn ngu ngốc như trước vậy tuy có một chút thần thông có một chút thông minh nhưng chẳng có ý nghĩa gì ông thở một hơi dài sau đó bay đi mất phần đông chúng ta đều như vậy rất khó dạy nhưng thế giới này là vô thường. Tôi không nhận tâm để cho đệ tử đợi lâu, tới mấy năm sau mới chịu truyền pháp cho. Vạn nhất, ngày mai lỡ họ chết đi thì sao? Tu pháp môn quán âm, cho dù có ngã chấp cũng an toàn, chỉ có tôi mới bị mỏi mệt mà thôi. Còn với đệ tử thì rất an toàn. Chỉ cần có âm thanh nội tại là bảo đảm sẽ được giải thoát. Có lực lượng sư phụ bảo hộ. Trong đời sống không có gì nguy hiểm tuy có ngã chấp cũng có thể từ từ học chỉ tương đối mệt nhọc tạo nên nhiều ngộ nhận phàm phu chúng ta rất dễ ngộ nhận người khác vì dùng đầu óc phán đoán nên cũng rất khó hiểu được người khác. Huống chi là tôi ví dụ hôm qua tôi nói chuyện với quý vị tôi hỏi quý vị làm gì nghề nghiệp gì vân vân mọi người tùy tiện nói chuyện tôi cũng nói với quý vị rất có thể một ngày nào đó Tôi sẽ đi bán đầu hũ Đời sống sinh hoạt của chúng ta ở đây rất đơn giản Không cần nhiều tiền Nhưng cũng cho chúng ta đủ sống Quý vị nghĩ rằng tôi nói chuyện làm ăn để làm gì Sau khi tôi nói xong Thì có một đệ tử phía sau truyền đến tờ giấy nhỏ Xin tôi ăn ủi cho họ Họ bị người ta gạt Bây giờ không có tiền Tinh thần sắp sửa băng hoại Vân vân những lời tôi vừa mới nói với quý vị đều là vì lá thư này thật ra lá thư đó không cần đọc cho tôi nghe bởi vì khi tôi chưa nhận lá thư đó đã nói xong rồi người đó lẽ ra phải hiểu cả một đêm tôi đều nói đến việc làm đều là vì người có tinh thần sắp sửa băng hoài đó người đó bị người ta lường gạt làm ăn thất bại mất hết tiền khi người đó chưa viết lá thư đưa cho tôi tôi đã nói với quý vị, không có tiền không sao, chúng ta có thay đổi nghề nghiệp, đừng sợ mất mặt, chúng ta có thể đi bán đầu hũ, bán ăn đồ nhật, không nên bị ràng buộc là phải có bao nhiêu tiền. Quý vị đừng có nghĩ rằng, những lúc tôi nói với quý vị những chuyện thật hờ khảo, hoặc những chuyện vô ích, thật sự rất có ích lợi, rất cần thiết cho những người trong lúc đó. Trong giây khắc đó rất cần nghe, và rất thích nghe có những lúc quý vị cũng như vậy ví dụ tôi kể một hai câu chuyện hoặc là nói những chuyện khác thính chúng nghe không hiểu nhưng chỉ có một mình quý vị nghe rất rõ ràng quý vị nghĩ rằng tôi chỉ nói cho một mình quý vị nghe bởi vì ngày hôm đó quý vị vừa gặp ngay vấn đề đó quý vị có gặp trường hợp này không mọi người đáp có cho nên không có một chuyện nào tôi nói mà vô ích có thể ngày hôm đó đối với quý vị không có ích nhưng đối với người bên cạnh hoặc là đối với số đông người lại có ích có những lúc tôi nói chuyện suốt đêm đều chỉ vì một người hoặc những lời nói trong suốt mấy tuần lễ chỉ vì một hai người mà thôi trường hợp này cũng có bởi vì họ cần nhiều lời như vậy còn những người khác không cần thiết chúng ta rất dễ ngộ nhận sư phụ của chúng ta. Trước đây tôi cũng đã từng ngộ nhận vị sư phụ mà tôi quy y trong những ngày đầu. Ông có qua Nhật Bổn, ở tại Nhật Bổn học 10 năm. Vị sư phụ đó hãy còn trẻ tuổi, chỉ hơn tôi một tuổi mà thôi. Bây giờ ông rất nổi tiếng tại Đức. Tại Đức, ông là vua, không có ai yêu tú hơn ông. Ông có thể nói được năm sáu thứ tiếng, lại trẻ tuổi. Ông xuất gia vào năm 10 tuổi. Giới luật dự rất rõ ràng. Tôi cũng rất phục ông. Tính tình ông cũng rất cởi mở. Học hành tại Nhật 10 năm. Tiếng Nhật viết rất lưu loát, cũng giống như ở đây chúng ta viết tiếng Trung Hoa một cách lưu loát vậy. Tiếng Trung Hoa ông cũng có thể viết và đọc, nhưng không nói được. Nếu có nói, thì đem tiếng Trung Hoa và tiếng Âu Lạc hợp lại với nhau rất khó nghe, quý vị nghe không hiểu. Vị sư phụ mà tôi quy y đó, học ở Nhật 10 năm, sau đó về Đức Quốc. Lúc đó tôi mới gặp. Vào thời gian đó, tôi cũng không hiểu quy y là gì. Ngoài ra, tôi còn có một hai sư phụ Phật giáo. Các bà là Sajini, -ni, chưa hoàn toàn thụ giới, cũng không nổi tiếng. Sợ nhận tôi quy y thì không tốt cho tôi nên đưa tôi đến vị trẻ tuổi đó mà xưa nay tôi chưa bao giờ biết qua bảo tôi quy y với ông tốt hơn cũng giống như trong trường hợp quý vị không quen biết vợ hay chồng của quý vị nhưng lúc trưởng thành đột nhiên cha mẹ của quý vị nói con qua bên đó ở với họ bởi quý vị từ nhỏ đã được cha mẹ an bài rồi chính mình cũng không biết lúc nào sẽ kết hôn với người ta tôi nói là thật mình không biết ông ấy sao bảo mình đi quy y với ông đó lúc đó vị sư phụ của tôi là người nữ bà nói tôi chưa thọ giới thì khiêu ni vẫn còn chú trọng hình thức vị sư phụ đó tuổi trẻ đã thọ tiệc khiêu giới lại thông thạo rất nhiều ngôn ngữ cũng rất nổi tiếng cô đến đó quy y với ông tương đối có vinh dự hơn quy y mà còn có vinh dự nhưng lúc đó tôi rất khờ khạo, nghe lời bà nói liền đi đến đó quy y với ông. Có một ngày ông đến nhà một vị sư phụ nữ nọ để ăn cơm, ông mang theo một thùng lớn loại mì gói Nhật Bản để tặng cho các bà. Lúc đó tôi ăn chay, tôi nhìn thấy nhãn hiệu tiếng Anh viết rất rõ ràng nên đọc kỹ xem bên trong có chứa điều gì, xác định hoàn toàn là thức ăn chay mới ăn. Thế rồi tôi nhìn thấy một hàng chữ trên đó viết rằng Dream Flavor, có nghĩa là có mùi vị tôm. Quá trình chế tạo, tiếng Anh viết không rõ ràng, nhưng trong đó viết rằng có mùi vị tôm. Tôi nói trong đó có tôm, tôi ăn không được. Mọi người ở tại nhà vị sư phụ nọ đều quay lại nhìn tôi. Thật có tôm sao? Tôi nói có, tiếng Anh viết rõ ràng như vậy vị sư phụ mà tôi dự tính quy y đó nói không có đây không phải là tôm thật chỉ có mùi vị tôm mà thôi tại nhật tôi có viếng thăm và quan sát quá trình chế tạo của họ lúc đó tôi không tin tôi nói tôi chưa bao giờ thấy qua thức ăn không có tôm mà lại có mùi vị tôm lúc đó tâm của tôi rất hoài nghi tôi nghĩ vị thầy này mình chưa quen biết ông không trì giới ăn chay không rõ ràng lại ép mình quy y với ông lòng tôi hoài nghi ông nhưng chỉ nghi ngờ một chút sau đó tôi cũng quên đi không nghĩ đến ông nữa nhưng tôi không nghĩ rằng những lời ông nói là đúng bây giờ đến formosa phát hiện có một số thức ăn có mùi vị tanh ví dụ món canh vò viên với đọt lá non quý vị nấu tuy là thức ăn chay nhưng bởi vì mùi vị quá tanh, tôi cũng ăn không được. Họ đã dùng một hương vị hóa học chế ra. Sau đó, thêm vào những nấm đông cô, hoặc là những thứ khác trộn lẫn vào nhau, biến thành mùi tanh của tôm hoặc cá. Đến bây giờ tôi mới rõ, những gì mà vị sư phụ nọ nói với tôi là ý nghĩa này. Không phải tôi hoài nghi ông lâu như vậy, chỉ vì có dịp ăn qua rồi mới nhớ đến chuyện đó. Lúc ông nói tôi không tin, bởi vì lúc đó tôi vẫn chưa ăn đến những loại thức ăn này. Chính bản thân mình cũng chưa thăm viếng những công xưởng của Nhật Bổn. Họ chế tạo mì gói như thế nào? Thế nên, nghỉ oan cho ông đến mấy năm. Nếu như tôi không đến Phổ Mẫu Sa, có thể cho đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lòng hoài nghi. Lúc đó, ông không có cách nào chứng minh. Trong lòng của tôi, tuy đã hoài nghi một hồi, nhưng cũng không nói với ông tôi chỉ không ăn và nói nếu như thành phần trong thức ăn chay không rõ ràng thì tôi không ăn chuyện này phải sau một thời gian khá lâu tôi mới hiểu rõ quý vị có gặp qua những trường hợp như vậy không nhất định có trong lúc chúng ta hiểu lầm chồng hoặc vợ của mình hoặc cha mẹ hoặc bạn bè trải qua một thời gian rất lâu mười mấy năm sau Hai mươi mấy năm sau, chúng ta mới chợt hiểu rõ, thật sự là họ bị oan, có phải như vậy không? Cho nên, trong lúc giảng kinh tại Trung Sơn Đường, có người hỏi tôi, nên có án tự hình không? Tôi nói không nên, bởi vì có lúc chúng ta phán đoán sai, sau đó hối hận không kịp. Chúng ta là người tu hành, cần phải cẩn thận, phán đoán cho rõ ràng minh bạch. Nếu như có chỗ không hiểu, tốt nhất chúng ta đừng nghĩ nhiều có thể qua vài ngày là hiểu rõ chúng ta rất dễ hiểu lầm người khác phải không chúng ta ai ai cũng có nhiều kinh nghiệm về điều này đôi khi có nhiều việc lúc đó không rõ về sau mới tường đó là vì ngã chấp của chúng ta quá nặng nên chê lấp tất cả khiến cho chúng ta không hiểu ví dụ như vị hòa thượng sử khâu quần áo mà tôi mới kể nếu ông không có lòng nhẫn nại này ngồi bên lò sưởi trong suốt ba năm ông sẽ không hiểu rõ ý tốt của thầy ông ai có lòng kiên nhẫn ngồi bên lò sưởi ba năm một người đã được dạy quán quân làm khô áo lại bị áp chế và ông làm những điều trái ngược đương nhiên ông sẽ có lòng tức giận cho rằng sư phụ của ông không có mắt tại sao lại không biết ta là quán quân sưởi áo ta ngồi trên tuyết suốt ngày không ngủ không mặc quần áo cũng được mà lại bảo ta ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm thật không có mắt ta đi tìm sư phụ khác cho rồi người này không phải là minh sư của ta là ma quỷ cản đường ta bảo ta ở đây ba năm lãng phí thời gian mỗi ngày ngồi ở đây lại không làm việc gì vị thầy này có phải là vị sư phụ khùng không nhất định là sẽ trách mắng như vậy phải không tôi nghĩ rằng chỉ có người tây tạng mới có tấm lòng kiên nhẫn như vậy người trung hoa đều muốn tu được nhanh không có chuyện ngồi một chỗ ba năm để phá ngà chấp mỗi ngày phá một miếng đối với họ là quá chậm cho nên tôi đến đây dạy người có những lúc cảm thấy thật mệt mỏi phá quá nhanh quý vị chịu không nổi phá quá chậm quý vị tu chậm thêm không biết phải làm sao Quý vị nghĩ rằng phải làm sao đây? Nếu như phá nhanh một chút, sẽ có nhiều người chạy mất. Có người tôi chưa thật sự phá, đã bỏ chạy rồi. Mới la một tiếng thôi, đã bỏ đi mất. Vạn nhất, phá nhanh quá, thì một lát không còn thấy ai nữa. Quý vị đều nói, lúc tôi phá ngã chấp, quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Ví dụ hôm nay, tôi khảo nghiệm người nào mọi người đều nhìn với ánh mắt rất khách quan. Nhưng khi đến phiên bản thân quý vị thì lại không hiểu, không rõ nên chịu không nổi. Bởi vì quý vị đều tưởng tượng lúc tôi khảo nghiệm là như thế này, như thế nọ. Kết quả tôi làm ngược lại, khiến cho quý vị không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên rất phiền phức. Không phải tôi cố ý khảo nghiệm quý vị. Đó là do nghiệp chướng của quý vị đến hoặc quý vị gặp phải thời gian khảo nghiệm Nên mới sanh ra chuyện như vậy Không phải tôi ngày ngày có kế hoạch Hôm nay khảo nghiệm người này phải thế nào Ngày mai khảo nghiệm người kia phải làm sao Tôi có hàng ngàn vạn đồ đệ Mỗi ngày nghĩ như vậy Làm sao mà khảo nghiệm được Sự thật là do lực lượng sư phụ bên trong đang chuyển biến. Chính Ngài an bài mọi kế hoạch và thực hiện rất rõ ràng. Có lúc ngay cả tôi cũng không kịp thắng lại. Vừa la xong một tiếng là cạn không kịp. Cho nên xin quý vị tha thứ. Tôi không có cách nào khác. Đây là do hóa thân sư phụ bên trong làm là lực lượng Bồ Tát khảo nghiệm quý vị. Chẳng có liên hệ gì với thanh hại cả. Có những lúc, ngay cả tôi cũng không giúp đỡ quý vị kịp. Khi gặp phải kỳ thi, tôi cũng phải thúc thủ bàn quang không có cách nào cho dù rất thương người đó nhìn thấy họ bị khảo nghiệm rất đau khổ tôi cũng không có cách nào ngăn cản vẫn cứ phải tiếp tục khảo nghiệm giả sử quý vị là vị giám khảo con của quý vị đến đó thi bên cạnh có rất nhiều giám khảo khác cũng có những người học trò khác mọi người đều như nhau quý vị thấy con của quý vị vận dụng đầu óc suy nghĩ điều này suy nghĩ điều nọ không có cách nào viết được quý vị cũng không sao giúp đỡ được quý vị không thể nói rằng cha ôi con của tôi con phải viết như thế này chắc chắn là quý vị không thể giúp đỡ gì được cả cho dù có muốn cũng không được bởi vì đề thi nhiều như vậy quý vị không thể nào ở lại đó giúp con em mình làm bài tôi nói cho quý vị hay quý vị cần phải tu hành nhiều phải có lòng kiên nhẫn. Lúc khảo nghiệm đến, tôi cũng không thể có những hành động thiên vị. Dù là lúc tôi khảo chính mình, tôi cũng không thể thiên vị cho chính mình. Cho nên chúng ta phải nhờ vào sự tu hành của mình, tự mình khảo mình. Sau khi hiểu mình nhiều, lúc đó mới hiểu tôi, mới không ngộ nhận. Bây giờ, quý vị có muốn ngồi yên bên lò lửa ba năm không? Tôi nhìn thấy quý vị làm việc. Tôi cũng không thích lắm Tuy làm việc nhiều sẽ tiêu nghiệp chướng của quý vị, nhưng tôi sợ quý vị ngộ nhận. Cho rằng đến đây tôi bảo quý vị làm việc, để rồi quý vị càng làm việc, càng cao ngạo cảm thấy mình cao siêu, hoặc nghĩ là dường như mình đến đây để giúp sư phụ làm điều gì. Sự thật, bất luận làm điều gì, cũng chỉ là giúp cho chính quý vị thôi. Một mình tôi sống ở đâu cũng được. Tại sao cần phải cất những chánh điện to lớn như vậy lại phải đổ xi măng bất cứ điều gì cũng là để cho quý vị sử dụng người xuất gia chúng ta cũng không cần thiết mọi người đều có một căn liều rất vui vẻ bây giờ quý vị năn nỉ họ cho họ một triệu đồng bảo họ dọn đến một căn nhà xi măng ở họ sẽ nói một triệu đồng quý vị cất đi tôi sống trong liều tốt hơn một mình sống trong một căn liều thật vui vẻ phải không? Mỗi tuần lễ hoặc là một tháng mới chùi rửa một lần. Quý vị ở dơ, không ai màng. Quý vị ở sạch, cũng chẳng ai để ý. Khi về đến lều là nằm xuống. Tay chân gian ra không ai nhìn thấy. Thật là sung sướng. Bây giờ họ không chấp vào thế giới, không chấp vào chùa chiền, chỉ chấp vào lều. Nhưng thời gian đến rồi họ cũng xả bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì Tôi đã huấn luyện họ lâu rồi, họ mới có được thói quen thích ngủ liều, không phải vừa mới đến là thích ngay. Trước đây, tôi và mọi người sống trong một căn nhà trên núi Tăng Điếm, lúc đó tôi đã nói với mọi người sống trong căn nhà này giống như ở tù vậy. Mỗi ngày phải lau chùi rất nhiều đồ vật. Có người thì phàn nàn cầu tiêu không sạch, cửa sổ chùi không sáng, vân vân, vừa phiền phức, vừa bị tôi la rầy tốt nhất là chúng ta dọn ra ngoài mỗi người một căn liều như vậy thuận tiện hơn cầu tiêu ở trên núi có thể đào một cái hầm dùng xong rồi có thể dùng đất lấp lại nhưng một người đệ tử của tôi nói như vậy có khác nào là dân du mục không có danh dự gì cô ấy nói với tôi hy vọng sư phụ sớm mua đất sớm cất chùa nếu không khi con đi ra ngoài mọi người hỏi con sống ở chùa nào con sẽ không có danh dự không biết sao nói với họ vì chúng ta ở trong liều tôi nói được hãy tính sao sau đó tôi không nói đến vấn đề liều nữa đích thân tôi cắt những căn phòng đơn giản cho họ ở bảo họ mấy người ngủ chung với nhau mười mấy người sắp xếp cùng nhau ngủ sau đó đưa họ đi lưu lạc rất nhiều nơi ba bốn người sống trong một căn liều hoặc là năm sáu người sống trong một căn phòng chật chội dùng phương thức này từ từ huấn luyện họ để họ chịu khổ lâu một chút sau đó mới phát cho họ mỗi người một căn liều bây giờ mọi người đều nói cảm ơn sư phụ bây giờ mọi người đều vui vẻ giữ căn liều của mình rất kỹ không rời nếu như hai năm trước đây tôi đề nghị mỗi người sống trong một căn liều họ sẽ phản kháng ngay mỗi người sẽ viết một kháng nghị thư lớn như thế này. Sư phụ, con không đồng ý sống trong lều. Toàn thể người xuất gia thuộc trung tâm tình tọa của chúng ta đồng phản đối. Họ nhất định sẽ phản đối với tôi. Rất có thể sẽ tuyệt thực hai ngày. Cho nên tôi huấn luyện họ rất cực khổ. Hai năm sau họ mới hoàn toàn thay đổi. Khác hẳn với trước đây. Trước đây, quý vị nghe họ nói những lời thật tê tái. Quý vị là sư phụ, dạy họ, họ lại nói giống như dân du mục vậy tại formosa không thể làm như vậy không có danh dự người ta sẽ cười chê không có chùa chiền là không có thể diện ý của họ là học với tôi không có thể diện quý vị có nghe qua loại đồ đệ này chưa đi ra ngoài không dám nói với người khác là học với ai sống ở đâu bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn rồi cho nên có những lúc cần phải qua một khoảng thời gian dài chúng ta mới thực sự hiểu rõ chúng ta có năng lực gì có được khái niệm chính xác gì nếu không chúng ta sẽ nghĩ sai thậm chí cũng không biết rằng chúng ta có khái niệm sai lầm nếu biết được thì quá tốt rồi quý vị không biết những vị đại đệ tử của tôi bây giờ thấy họ ngồi ở bàn phục vụ tu hành quý vị đến nhờ họ hỏi vấn đề gì quý vị nghĩ rằng họ từ đâu rớt xuống vậy có phải từ cung trời đao lợi xuống không? Là do tâm huyết của tôi, từng giọt, từng giọt máu vắng dài mà ra. Họ khảo nghiệm tôi rất lâu, mới thành như vậy. Tôi phải rất nhẫn nại, rất nhẫn nại để dạy dỗ họ. Thế vẫn chưa hết. Tôi còn phải sống với họ mấy năm. Huấn luyện họ cho đến bây giờ mới khiêm tốn được một chút. Thời gian qua, mọi người mới từ từ hiểu rõ tôi. Nhưng khi quý vị hoàn toàn hiểu rõ tôi, tôi đã đi mất rồi. Bây giờ không hiểu rõ cũng không sao, nhưng cần phải biết chúng ta đôi lúc ngộ nhận sư phụ. Ý tốt của sư phụ chúng ta lại cho là ý xấu. Sư phụ dạy dỗ chúng ta, chúng ta lại cho rằng ngài hung dữ. Nhất định sẽ có những trường hợp như vậy xảy ra. Nếu gặp phải những trường hợp này, quý vị cần phải ghi nhớ những lời tôi nói hôm nay. quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 27 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Mật Pháp Tây Tạng, Pháp Môn Làm Khô Áo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, Sách Khai Thị, Quyền 6.